Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với cái phần video thứ ba này về việc chỉnh sửa cái thân của cái bào này. Ở hai phần trước mình đã chỉnh và mài xong cái lưỡi chính cộng với lưỡi phụ. Phần này mình sẽ đi hướng dẫn mọi người cách chỉnh cái thân bào như thế nào để mà cái bào này nó có thể bào được. Bào Nhật á, hay nói chính xác cái loại bào mình làm trong cái series video này á, đó là cái loại bào smoothing plan. Về nguyên lý á thì mình phải chỉnh làm sao á mà ở cái đáy bào này nè, nó không tiếp xúc hết toàn bộ cái mặt của cái đáy bào này xuống với cái thân gỗ. Cho nên á, ở đây á mình phải bào đi làm mất đi cái phần đáy gỗ nè, để cho nó tiếp xúc chỉ 3 điểm ở trên cái đáy gỗ này thôi. Về nguyên lý là vậy. Mình xin vẽ ở đây cho mọi người hiểu đó. Đó. Về nguyên lý á, là chúng ta sẽ phải chỉnh sửa để cái phần đáy bào nè nó lõm lên này. Đó. Và ở trước chỗ cái lưỡi đây. Trước cái lưỡi đây nó sẽ lõm lên này. Đó. Thì cái phần tiếp xúc của cái thân bào lúc này trên gỗ nó chỉ có một điểm đây và ở đuôi là một điểm đây nữa thôi. Cái điểm tiếp xúc này á nó tầm 10 ly. 10 ly. Mọi người có thể đo chính xác cũng được, hơn tí cũng được, ít tí cũng được, không sao hết ấy. Tầm 10 ly. Nguyên lý là như vậy đó. Cho nên á mình ở đây mình sẽ phải cạo nó đi. Cạo nó đi để chừa được 3 điểm tiếp xúc ở đây. Mình có thể đánh dấu ở đây. 3 điểm tiếp xúc ở phía mặt phần trước của lưỡi bào ha, phần trước của lưỡi bào. Phần đuôi bào. Ở đây, chúng ta phải chừa lại cái phần này. Và cái phần mũi bào ở đây. Tầm 10 ly thôi. Đó, đây là 3 điểm. Chúng ta sẽ lấy một cái mặt phẳng qua cho 3 điểm này. Và những phần còn lại chúng ta phải bào lõm xuống. Chúng ta phải làm lõm xuống tầm 0,5 ly. Hoặc là xê dịch hơn tí xíu. Miễn nó đừng có tiếp xúc với cái gỗ là được. Nó, lúc mà chúng ta bào trên thân gỗ nó chỉ tiếp xúc 3 điểm thôi. 1, 2 và 3. Trước tiên chúng ta phải làm phẳng cái đáy bào trước. Đầu tiên là chúng ta phải gắn cái lưỡi và cái chip cracker vào trong thân bào. Chúng ta không nên để cái lưỡi và cái chip cracker ở phía ngoài và chúng ta chỉ bào, chỉ có chà mỗi cái thân bào không. Tại vì khi mà chúng ta gắn vào như thế này nè, cái thân bào nó bị biến dạng. Nó sẽ trở về cái lúc mà nó sẽ làm việc. Lúc nó làm việc nó sẽ được đưa vào như gì nè. Cho nên đó là mình phải để ngay cái tư thế, ngay cái position của nó lúc mà nó đang làm việc á, mà chúng ta phải chỉnh sửa nó. Bằng cách là chúng ta phải tra cái lưỡi bào vô. Nhưng mà chúng ta phải chú ý nè, là chúng ta không tra cái lưỡi này lồi lên trên cái đáy của thân bào này. Chúng ta có thể tra nó gần tới thôi. Nó thấp xuống tầm khoảng 1 ly hoặc hơn 1 ly tí xíu. Thấp cái lưỡi này, nó thấp so với cái đáy. Miễn sao cái lưỡi nó, khi mà chúng ta chà qua dưới này, cái lưỡi nó không có tiếp xúc trực tiếp xuống ở dưới cái đáy, dưới cái mặt nền là được. Thì cái nhám lên và chúng ta chà. Chà ở đây á là chúng ta chà để chúng ta lấy cái mặt thẳng cho nó. Để 3 điểm này nó sẽ trở thành một cái mặt phẳng. Chúng ta cứ chà như vậy nè. Nhớ là khi chà chúng ta phải gắn cái lưỡi vào nha. Bởi vì nếu bỏ cái lưỡi ngoài á thì cái thân bào lúc mà tra lưỡi vào nó sẽ khác với cái thân bào chưa có tra lưỡi. Đó, vừa chà chúng ta vừa kiểm tra. Đây, chúng ta thấy không? Nó sẽ bào đi, nó sẽ làm láng đi một số điểm để chúng ta lấy lại cái mặt phẳng của nó, vừa chà vừa kiểm tra đó. Cứ tiếp tục làm như vậy, vừa chà vừa kiểm tra. Chúng ta có thể lấy bút chì nè. Chà lên, chúng ta coi thử nó sẽ tiếp xúc cái phần nào ở trên cái đáy bào trước. Đó, rồi sau chúng ta chà qua.
Nhớ kiểm tra cái lưỡi, đừng để cái lưỡi nó tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt giấy nha, cái này. Sau khi mà chúng ta chà trên giấy nhám xong á, chúng ta thấy ở ba cái mặt, ba cái đường vị trí này nè, là chúng ta thấy nó đã mất cái đường bút chì đi, mất cái đường bút chì đi. Chúng ta thấy nó đã trên cùng mặt phẳng rồi á. Chúng ta sẽ tiến hành bào lõm cái phần đáy này. Những điểm chúng ta cần bào lõm này, từ đuôi bào chúng ta cách ra 10 ly, chúng ta không được đụng tới. Từ lưỡi bào trở về mũi bào chúng ta cách ra 10 ly, chúng ta không được đụng tới. Những cái phần này là chúng ta không có đụng tới nè. Đấy, cái này chúng ta không có đụng tới. Mục đích sau cùng là chúng ta sẽ còn lại trừ lại 3 điểm nó tiếp xúc trực tiếp với gỗ. Phần mũi bào chúng ta trừ ra tầm 10 ly, chúng ta cũng sẽ không đụng tới nó. Còn những phần còn lại chúng ta sẽ bào lõm nó xuống tầm 0,5 ly bằng cách là sử dụng một con bào nạo. Một con bào nạo chúng ta sẽ bào nó như thế này. Cứ để chúng ta để cái này cạo nó qua. Cạo nó. Cạo nó. Và chú ý là đừng có cạo cái phần sau kia. Vì cái lưỡi này chúng ta thụt ở phía dưới rồi, nằm lõm phía dưới rồi, cho nên chúng ta sẽ không có sợ nó đụng vào cái lưỡi đâu. Chúng ta không có cho cái lưỡi nó trồi lên rồi. Chúng ta cứ nạo. Nạo đều tay. Chúng ta vừa nạo, chúng ta vừa kiểm tra coi cái mức độ ăn của sâu lõm như thế nào bằng cách chúng ta dùng cái thước đo hồi bữa trước mình có nói đó. Chúng ta để lên, chúng ta canh thử qua 3 điểm coi nó đã tới chưa nha. Nếu mà như đạt được á, là ở phía dưới này nè, nó sẽ lõm xuống và ánh sáng nó đi qua cái kẽ này.
Rồi, như vậy là mình đã chỉnh xong đáy của một cái lưỡi bào. Ba phần này, một, hai, phần giữa lưỡi và phần đuôi là không chạm tới và nó sẽ phẳng với nhau trên một cùng mặt phẳng ha. Ba phần giữa đáy này là nó sẽ lõm xuống. Qua qua cái camera này thì các bạn sẽ không có thấy được là cái kẽ hở của nó đâu. Nhưng mà nhìn mình xuyên ánh sáng thì mình sẽ thấy cái ánh sáng nó lọt qua cái kẽ hở này. Như vậy cái đáy bào đã được làm xong. Phần thứ ba mà mình muốn chỉ các bạn đó là cách mà mình có thể tra được cái lưỡi này vào trong cái thân bào này cho nó đúng, để mà cái bào này nó có thể bào được. Không đơn giản chỉ là việc là đẩy cái lưỡi này vào rồi nêm vào là mình có thể làm được đâu. Nó còn một vài việc phải so nữa. Đó là khi mình mua những con bào này về á, cái lưỡi nó bị rát khi mình đánh lên á. Là cái lưỡi, cái thân bào này nè, nó bị mòn và nó bị khuyết. Thì khi mình để cái lưỡi vào á, nó không còn khít với nhau nữa, nó sẽ lỏng và nó không có ăn khớp được cái lưỡi nữa. Một cái lưỡi bào á, khi mà đưa vào nó không khớp cái thân, nó hở và nó lắc nhiều á, thì cái lưỡi bào đó vẫn chưa sử dụng được. Bằng cách là mình có thể check ở phía dưới đây nè, phần dưới đây nè, mình khi mình đưa vào á, mình thấy nó vẫn chưa ăn khớp, nó có vẫn có những cái đường sáng nó lọt vào ở đây. Thường thường mọi người hay bỏ qua cái điểm này, đó là cái bỏ qua cái đường sáng và kiểm tra được cái lưỡi bào coi nó có khớp vào này không. Khi mà nó khớp hoàn toàn vào chặt rồi á, chỉ cần mình để chặt đưa vào gì thôi á là có thể sử dụng được rồi. Không chứ không phải là một cái lưỡi bào mà để nó chêm chặt nhờ cái miếng lưỡi phụ này đâu. Bằng cách á, bây giờ mình sẽ kiểm tra được cái lưỡi nào nó khớp với lại hai cái rãnh này và khớp được cái mặt đáy hay không. Bởi vì cái lưỡi bào này nè, nó không phải được rèn là một miếng thép thẳng ở phía sau, mà hình ở phía sau mặt lưỡi bào này nè, nó được lõm, nó được mài kiểu convex á. Nó mài convex, nó lõm ngang gì nè, lõm như nè. Cho nên cái phần cái này của thân bào á, nó cũng cong, nó bo cong theo luôn. Cho nên là khi mà cái lưỡi bào mình để ngoài nắng mưa thì nó sẽ không còn khớp nữa, nó giãn nở, nó còn ngót, và đôi khi á có những cái rãnh nứt và nó không có bo chặt cái lưỡi bào nữa. Phải kiểm tra một cách là mình sử dụng một ít dầu á, mình bôi lên cái lưỡi nè, bôi đều lên cái mặt phía sau lưỡi nè, coi lên cái phần mà nó nằm ở đây. Rồi sau đó mình đưa cái phần lưỡi sau này nè vô trong thân, đưa vô ha. Mình sẽ kiểm tra được cái điểm nào nó tiếp xúc với lưỡi bào, điểm nào nó chưa tiếp xúc được lưỡi bào. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy, những cái chỗ nào mà nó tiếp xúc á, nó có dầu nó bôi lên đây, nó có dầu nó thấm lên đây. À, còn những cái chỗ nào nó chưa tiếp xúc á, nó lại trắng ra, nó chưa có thấm được cái gì hết đấy. Bây giờ, nhiệm vụ của mình á, là phải làm cho cái phần gỗ này nè, nó tiếp xúc đều chặt với cái mặt sau của lưỡi bào kia. À, bằng cách là dùng một cái nạo hầu cái đục. Mình sẽ dũa, mình sẽ bào đi những cái điểm nào là nó còn cao á, đẩy nó đi bào nó để tiếp xúc nó đều còn lại. Mình cứ làm như vậy, cái chỗ nào mà nó có gì dầu nó dính vô á, cái việc này nó quan trọng lắm. Chứ không có, khi mà mình đưa cái một cái lưỡi bào vô nó không có khít á, nó không có khớp, thế là nó lắc và nó di chuyển dữ dội sau một thời gian mà làm việc. Mình cứ vừa làm mình vừa kiểm tra như thế này, mình cứ tiếp tục lặp đi lặp lại công việc đó. Cái chỗ nào mà nó còn cao á, tức là cái chỗ nó còn bám dầu.
chưa nào? Thank you.